Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hôm nay Giải trí miền Tây đưa cô chú các anh chị và các bạn về Cần Thơ để xem cảnh bà con ở đây thu hoạch dưa hấu mùa cận Tết các bạn nha. Năm nào cũng vậy các bạn, đến thời điểm cận Tết, dưa hấu được thu hoạch để chở lên các tuyến tỉnh hoặc về những trung tâm lớn để bán. Đây là cái ruộng dưa hơn 1 hecta các bạn, có số lượng dưa rất khủng, bà con tập trung về đây làm việc rất đông, cũng như xe đến đây để chở dưa hấu rất nhiều. Và hôm nay Giải trí miền Tây đưa các bạn tham quan cánh đồng dưa hấu đang thu hoạch như thế nào các bạn ha. Mời các bạn xem. Dưa này nó ngọt, dưa kia nó ngọt không? Có dưa này nó ngọt là sao vậy chị? Nó cũng giống nhau mà. Cái dưa kia nó ngọt, nó lạc, dưa này nó ngọt lắm. À vậy hả? Wow, dưa quá trời đẹp luôn. Nói luôn. Làm giấy mới có 7 mấy 8 giờ rồi. Quá chừng dưa Tết.
Dục chưa sao dục cái chú trái hả? Hai trái. Cái này cần xé ra là khoảng bao nhiêu ký chú ha? Dạ. Dạ. Cái này dưa này trúng là thấy trái lớn quá anh hả? Trúng rồi. Không trúng, không trúng lắm. Trúng lắm ha. Này không biết mình cần được nhiêu ký à? Dạ. Quá chừng trái. Cắt nhanh dữ cô. Hả? Cắt nhanh dữ à? Cái này nhanh lắm rồi đó. Tắt máy thôi, thở ghê mà vậy đó hả? Thank you.
cảnh thu hoạch dưa hấu rất vui và rất nhộn nhịp như vậy các bạn ha. Và cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu xem hết video này. Nếu cảm thấy vui, cảm thấy ý nghĩa, đừng tiếc một lượt đăng ký, một lượt like, cũng như chia sẻ về trang cá nhân để nhiều người cùng theo dõi. Ấn vào cái chuông để cô chú, các anh chị và các bạn là người đầu tiên nhận được những video sớm nhất của Giải Trí Miền Tây. Giờ đây xin nói lời chào, bye bye. Dưa này nó ngọt là sao vậy chị? Nó cũng giống nhau mà. À vậy hả? Dạ.